Tiểu sử nhạc sĩ Anh Quân, nhạc sĩ đa tài và hai cuộc hôn nhân. Anh Quân tên đầy đủ là Trương Anh Quân, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1971, là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đã nhận được hai đề cử và giành được một giải cống hiến. Anh là con trai của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nghệ sĩ, phát thanh viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thu Hiền. Năm 1993, anh cùng Huy Tuấn lập nên ban nhạc Anh Em tại Đức. Năm 1998, anh Quân lập gia đình với ca sĩ Mỹ Linh. Cùng ban nhạc, Anh Em đưa tên tuổi của Mỹ Linh trở thành một trong những diva của làng nhạc nhẹ Việt Nam. Hiện nay, ngoài sáng tác, anh Quân cũng trở thành một nhà sản xuất âm nhạc khá thành công. Anh từng là thành viên của hội đồng thẩm định chương trình Bài Hát Việt từ năm 2010 đến năm 2013 và cũng từng là giám khảo chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol mùa 5 năm 2014. Anh Quân sinh ra tại Hà Nội, là con của một gia đình nổi tiếng. Họ có một căn nhà nhỏ tại khu tập thể Đài Tiếng Nói Việt Nam ở ngã Tư Vọng. Anh Quân có một người em gái là ca sĩ, người dẫn chương trình văn nghệ chủ nhật Hương Ly. Cha là nhạc sĩ, anh Quân dễ dàng có được niềm đam mê với âm nhạc. Năng khiếu của anh sớm được nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh phát hiện, bồi đắp và nuôi dưỡng. Năm 7 tuổi, anh Quân được học violon tại Nhạc viện Hà Nội, dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ Tạ Bôn. Và tới năm 14 tuổi, anh được chọn đi du học tại Liên Xô. Dù phải sống trong thời kỳ bao cấp khó khăn, cậu bé anh Quân không bao giờ cảm thấy thiếu thốn về vật chất cũng như tình thương từ cha mẹ. Anh nhớ lại, mình còn quá nhỏ nên không để ý được là bố mẹ phân chia công việc như thế nào, nhưng chỉ biết là bố mẹ hoặc ít nhất là một trong hai người luôn ở bên cạnh các con và luôn có mặt khi tôi cần. Anh Quân luôn biết ơn bố mẹ là những người đã tạo nên thành công cho mình. Điều đáng quý nhất mà tôi thừa hưởng từ bố mẹ là được lớn lên trong tình thương yêu của gia đình. Tôi trở thành một người tự tin và biết sống thương yêu người khác. Sự nghiệp. Ngay từ khi chưa biết nốt nhạc nào, anh Quân đã có thể đệm trống một cách rõ ràng cho những bản nhạc của bố với sự nhạy cảm tiết tấu rất rõ ràng. Sau 4 năm sơ cấp khoa violon ở Nhạc viện Hà Nội, anh được các chuyên gia Liên Xô sang trường tuyển thẳng vào Nhạc viện Tchaikovsky. Ngay những năm tháng đầu tiên là sinh viên dưới mái trường âm nhạc cổ điển hàng đầu châu Âu này, tình yêu với âm nhạc nhẹ đã âm thầm nhen nhóm. Ngoài giờ học ở trường, anh Quân cùng bạn bè chơi nhạc và hát ở các nhà hàng, quán bar. Năm 1990, Liên Xô tan rã. Theo bạn bè, từ Nga, anh tìm đường sang Ba Lan rồi sang Đức, kiếm sống bằng nhiều nghề để được tiếp tục chơi nhạc. Anh Quân tốt nghiệp violon ở nhạc viện, nhưng sau đó vì yêu nhạc nhẹ quá nên anh quyết định chuyển sang chơi guitar. Anh Quân và Huy Tuấn gặp nhau ở Nhạc viện Hà Nội, rồi cùng nhau sang Nga. Hai người bạn từ thuở nhỏ, cùng với niềm đam mê, đã lập nên ban nhạc Anh Em tại Đức vào năm 1993. Họ từng thực hiện một album có tên là Thiên Đường. Huy Tuấn nói về tình bạn với anh Quân. Tôi nói với Quân, tao với mày đi đâu cũng có nhau. Cái gì cũng nghĩ chung, làm chung, cùng nghe một thứ nhạc. Cùng thích chơi một thứ nhạc, tao đi đâu cũng thấy mày bên cạnh. Tao qua Nga, mày cũng qua Nga. Tao qua Ba Lan, mày cũng Ba Lan. Qua Đức, mày cũng qua Đức. Tao ngoái lại lúc nào cũng nhìn thấy mày. Như thế quá bằng anh em còn gì. Còn hơn cả anh em. Kể cũng lạ, không biết tại sao chúng tôi cứ bám dịt lấy nhau như thế. Trong khi hồi đấy cãi nhau là chính, toàn về nhạc nhẽo. Chỉ khi về nước, lấy vợ rồi mới đỡ cãi nhau. May mà hồi đấy chưa có mốt gay, chứ không thì đã bị coi là một cặp đôi hoàn hảo rồi. Anh Quân nói anh em vì thế, quả đúng là cái tên phản ánh rất đúng mối quan hệ giữa tôi và Tuấn, vì có lẽ ngay cả đến anh em trong nhà cũng không thể thân nhau đến thế. Năm 1997, ban nhạc Anh Em trở về Việt Nam và cộng tác với Mỹ Linh. Năm 2000, họ thực hiện thành công album Tóc Ngắn tạo tiếng vang lớn trong dư luận và góp phần đưa Mỹ Linh trở thành diva gần gũi với công chúng. Kể từ đó, họ trở thành ekip chính của cô, góp phần tạo nên phong cách của Tóc Ngắn. Năm 2004, anh Quân bắt đầu thử sức với việc sản xuất qua việc cộng tác với ca sĩ của Sa Mai Điểm Hẹn Phương Anh. Tuy nhiên,
cả Huy Tuấn lẫn Anh Quân không thể đưa Phương Anh ra ánh sáng, dù cô đã có một số thành công nhất định. Với Phương Anh, cô đành chấp nhận một vị trí khiêm tốn trong số những ca sĩ tiềm năng. Còn với Anh Quân, trong vị trí một ông bầu, một nhà sản xuất, nó có thể xem là một dự án không thành. Năm 2005, nhạc sĩ Dương Thụ mang tới cho Anh Quân một giọng hát triển vọng từ phương Nam, đó là ca sĩ Nguyên Thảo. Gần như ngay lập tức, họ cùng bắt tay vào dự án mang tên Suối và Cỏ. Năm 2006, album Suối và Cỏ trình làng và trở thành hiện tượng. Album này lọt vào bảng đề cử album của năm giải cống hiến. Còn giọng hát chưa từng xuất hiện trên sân khấu lớn Nguyên Thảo đã được xem ngầm như là người kế vị của các diva. Thế nhưng cũng với album này, phong cách hát của Nguyên Thảo bị so sánh quá giống với Mỹ Linh. Ngoài Mỹ Linh, ban nhạc anh em của Anh Quân vẫn luôn tiếp tục cộng tác với nhiều ca sĩ như Tuấn Ngọc, Thanh Lam, Hồng Nhung, Quang Dũng, Hà Anh Tuấn, Đức Tuấn, Văn Mai Hương, Tùng Dương, Nguyên Lê, Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức, Mỹ Tâm. Các chương trình cộng tác của ban nhạc anh em luôn được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao. Kể từ năm 2011, Anh Quân nhận lời tham gia hội đồng thẩm định của chương trình Bài Hát Việt. Tới năm 2013, anh rời khỏi cương vị này. Nói về Mỹ Linh trong tư cách đồng nghiệp, anh nói: "Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, những người khó tính có thể gây khó chịu cho những người xung quanh. Nhưng trong nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, thì sự khó tính là rất cần thiết. Khi nói đến điều này, tôi phải thầm cảm ơn Mỹ Linh vì đã hiểu, thông cảm và chia sẻ cùng tôi, ngay cả những khi tôi khó tính nhất." Về ban nhạc anh em, anh dành những lời cảm ơn: "Tôi có một ban nhạc với những nhạc công chơi giỏi nhất và đương nhiên tôi biết mình đang đứng ở đâu, đang làm gì chứ. Nên dư luận quả tình không có ý nghĩa là bao đối với tôi, không quá quan trọng đối với tôi." Cuối năm 2012, anh cùng các nhạc sĩ Huy Tuấn và Quốc Trung đứng lên khởi xướng cuộc vận động Nghe Có Ý Thức nhằm ủng hộ chiến dịch thu phí tải nhạc trực tuyến từ các trang web nhạc ở Việt Nam. Cuộc vận động sau đó được báo Thể thao và Văn hóa bầu chọn là một trong 10 sự kiện văn hóa của năm 2012. Đời sống cá nhân, hôn nhân. Khi ở Đức, Anh Quân làm quen và sống với một y tá ở đây. Họ có một người con gái tên là Anna, tên tiếng Việt là Mỹ Hà, sinh năm 1994. Tuy nhiên, họ chia tay vì những cách biệt văn hóa và Anna trở về Việt Nam sống với bố. "Tôi luôn cố gắng dành thời gian cho các con và với tôi, gia đình là điều quan trọng nhất. Nghề nghiệp chỉ đứng thứ hai. Tôi sẵn sàng bỏ việc này, việc kia nếu lúc đó con tôi cần sự có mặt của bố. Từ những gì mà ông bà tôi làm cho bố mẹ tôi, rồi bố mẹ tôi làm cho tôi đã bắt tay vào làm thực sự cho các con mình, chứ không chỉ nói suông." Trở lại Việt Nam, vào năm 1997, Anh Quân cùng ban nhạc anh em tham gia cộng tác với một ca sĩ trẻ đang lên, đó là Mỹ Linh. Ca khúc Biển Khát, sáng tác của cha anh, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, sau này xuất hiện trong album Tóc Ngắn, là lần đầu tiên hai người quen nhau. Để thể hiện thiện chí, Mỹ Linh đã dành hết số tiền dành dụm để tặng ban nhạc một món quà mà sau này nhạc sĩ Huy Tuấn gọi đó là quà cưới. Đó là một chiếc đàn guitar vô cùng đắt vào thời điểm đó. Năm 1998, Anh Quân và Mỹ Linh tổ chức đám cưới. Nói về cuộc hôn nhân, Huy Tuấn chia sẻ: "Lựa chọn khôn ngoan nhất của Mỹ Linh là lấy Anh Quân." Anh Quân cũng nói về người vợ của mình: "Tôi chưa cưới người vợ nào ngoài Mỹ Linh. Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi. Mẹ của Anna chỉ là bạn gái cũ mà thôi." Mỹ Linh chu toàn với gia đình và người đàn ông nào cũng chỉ mong có một người phụ nữ như vậy. "Tôi chưa bao giờ hỏi tình cảm của tôi dành cho Linh thay đổi thế nào trước và sau khi kết hôn. Có những việc mà chúng ta không nên dùng lý trí để cân đo. Tình nghĩa hay tình yêu, theo tôi là một. Mọi người cứ hay phân tách nó ra thôi." Năm 1999, họ có người con trai Trương Anh Duy và năm 2002, họ có cô con gái út là Trương Mỹ Anh. "Điều tốt đẹp nhất anh làm được cho vợ con là sự tin tưởng rằng gia đình là nơi tốt đẹp nhất để mọi người có thể yên tâm mà trở về," Mỹ Linh từng tâm sự. Về gia đình, Mỹ Linh nói về chồng: "Anh ấy chưa bao giờ là người háo danh. Đối với anh ấy, gia đình là quan trọng nhất,
và con cái là cả một sự nghiệp. Người bạn thân Huy Tuấn nói về gia đình anh quân Mỹ Linh, điều kinh khủng nhất với một người đàn ông trong gia đình là bị mọi người hiểu rằng anh không phải là người kiếm tiền chính, không phải trụ cột của cả gia đình, theo nếp nghĩ thông thường của người phương Đông. Đó thực sự là một định kiến lâu đời và theo tôi chưa được công bằng cho lắm với đàn ông, nhất là với một người hết lòng vì gia đình như anh Quân. Có ai có thể chịu đựng được điều đó suốt mười mấy năm trời hay không? Về điều này anh Quân nói, tôi biết rõ cái tôi làm là đúng và là của hiếm ở đàn ông Việt. Gì chứ riêng về khoản chăm con, tôi là thằng đại khéo. Những chuyện đó tôi cho là bình thường và làm nó một cách vui vẻ, tự nguyện, mặc ai nghĩ gì, chứ không đến nỗi phát khổ phát sở để mà cần phải có cái gọi là nghị lực. Anh nói thêm, trong cuộc sống tôi là một người rất kỷ luật, không chỉ với mọi người xung quanh mà ngay chính với bản thân mình. Nguyên tắc của tôi là nếu Linh đi công tác thì không bao giờ các con tôi vắng bố một ngày. Tôi không bao giờ để cho các con phải ăn cơm một mình hoặc thiếu bố trước khi đi ngủ. Không ai có thể bận rộn tới mức không có thì giờ dành cho con cả. Đó chỉ là sự ngụy biện mà thôi. Con cái đối với tôi rất lớn, nó lớn hơn cả sự nghiệp của tôi. Đam mê. Ngoài âm nhạc, anh Quân là người có niềm đam mê lớn tới công nghệ. Khi còn ở Đức và thực hiện album đầu tay Thiên Đường cùng Huy Tuấn, anh đã thực sự bị cuốn hút với việc thực hiện âm nhạc bằng máy tính. Album Tóc Ngắn của Mỹ Linh mà chính tay anh cùng thực hiện sản xuất được coi là album tiên phong của làng nhạc Việt Nam cho việc áp dụng công nghệ này. Ngoài ra, anh Quân cũng có những sở thích khác như ô tô, iPhone và nuôi chó. Mỹ Linh trả lời phỏng vấn trên tạp chí Đẹp số 150. Có tiền hay nhiều tiền? Nếu thật nhiều tiền thì như anh Quân vẫn hay nói với tôi, anh ấy sẽ xây dựng một trại trẻ mồ côi. Quan điểm âm nhạc. Theo đuổi đến cùng, cần thiết đối với những người làm âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung. Đừng thấy ai làm được cái gì mà nhảy sang, thấy cái khác hay đảo qua, đảo lại mỗi thứ một chút. Như vậy sẽ không bao giờ đạt được kết quả tốt đẹp. Song trong nghề nghiệp nên dùng từ chuyên nghiệp thì hơn là từ cực đoan, anh Quân nói. Tu nghiệp ở châu Âu. Những dòng nhạc phương Tây đã ngấm vào máu của anh Quân. Cũng chính vì mê nhạc nhẹ mà kể cả khi có bằng về violon, anh cũng quyết định chơi guitar. Anh nói về lần đầu tiên khi nghe tới Mỹ Linh. Có lần về phép, tôi được Hương Ly, em gái tôi, chỉ cho nghe Mỹ Linh hát bài Chị Tôi. Lúc đó được coi là bài hit của Linh. Kiểu từ sự đấy tôi không vào được. Nhưng khi tiếp xúc, cảm thấy Linh thực sự là một kẻ say nghề, thì tôi mới muốn cùng cô ấy làm một cái gì đó thật tử tế cho âm nhạc để xứng đáng với sự để ý hơn. Anh nói về bước ngoặt năm 1997 là trở về Việt Nam làm việc cùng Huy Tuấn. Khi ấy thị trường âm nhạc Việt Nam có bước chuyển biến, dòng nhạc nhẹ khởi sắc. Ra đĩa Tóc Ngắn cho Linh cũng là bước ngoặt lớn. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Linh kể từ năm 2000, R&B, funk, soul luôn là dòng nhạc chủ đạo, đưa cô trở thành một tên tuổi lớn của làng nhạc Việt. Anh Quân với vai trò thủ lĩnh của ban nhạc anh em, nhà sản xuất và phụ trách chính về chuyên môn của ekip, luôn là người đảm bảo tính nghệ thuật của các tác phẩm. Album Tóc Ngắn năm 2000 không chỉ thay đổi quan điểm trong nhạc nhẹ Việt Nam, mà còn tạo ra những chuyển biến về việc thực hiện sản phẩm âm nhạc phòng thu. Năm 2005, họ thành công với album Chat với Moja, viết nhạc R&B trên nền nhạc cổ điển. Tới năm 2011, Mỹ Linh cùng ekip của ban nhạc anh em đã thử nghiệm phong cách nhạc Faja với chất liệu acoustic để thực hiện album Một Ngày. Album tạo được thành công vang dội và góp phần xây đắp vững chắc tên tuổi của anh Quân. Nói về chính mình, anh bộc bạch: tôi làm nhiều, nhưng khái niệm nhiều ở đây không phải một lúc ra nhiều sản phẩm. Làm việc với tôi phải sâu một chút, như nghiên cứu về thu thanh, cách phối khí hoặc những thủ thuật mới. Về quan điểm làm việc và sáng tác, anh Quân thừa nhận: tôi kỹ tính trong công việc. Nhìn chung tôi là người nghiêm chỉnh, nhưng không khó khăn, xét nét. Trong công việc, tôi luôn làm cái gì mà tôi cho là đúng và tôi theo nó tới cùng. Tôi rất cẩn thận tới mức nhiều khi thành ngớ ngẩn. Trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Huy Tuấn nói về người bạn vong niên. Quân khá là nguyên tắc và phần nào đó hơi cực đoan. Quân hay nghiêng về nghệ thuật và luôn cho rằng cứ hay là người ta sẽ nghe, chứ không nhất thiết phải dễ nghe. Nói về con trai của mình, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh nhận xét: Quân cẩn thận và rất chuyên nghiệp trong cách làm âm nhạc. Trong suốt quãng thời gian thanh niên,
Quân dành trọn tiền bạc, thời gian, thú vui vào âm nhạc. Sở dĩ Quân có uy tín trong nghề bởi sự làm ăn nghiêm túc, đề xướng ra những ý tưởng, dù đôi khi những ý tưởng mới của Quân chưa chắc đã được chấp nhận ngay.